Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Pimex, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án. Công ty Pimex được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Nhưng từ tháng 10 năm 2010, bị can Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Pimex đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2012, công trình hoàn thành. Từ tháng 1 năm 2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả điều tra xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền là hơn 481 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4, xe tải chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ, cảng Dung Quất. Khi đi đến km 23+300 thuộc quốc lộ 24, đoạn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thì bị lật, đổ tràn gỗ keo ra đường và khu dân cư ven đường. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 người lớn và 3 trẻ em. Đến 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh viện đã tiếp nhận và đang tích cực cấp cứu cho 4 nạn nhân của vụ tai nạn trên. Cả 4 nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương nặng. 2 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. Vụ tai nạn cũng khiến 1 ô tô và 6 mô tô đang dừng đổ ven đường bị hư hỏng nặng. Sáng ngày 23 tháng 4, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra vụ kẻ lạ đổ xăng vào phòng trọ châm lửa, khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng. Vào khoảng 1 giờ cùng ngày, anh A 48 tuổi quê tỉnh Thái Bình cùng vợ 43 tuổi và con trai 10 tuổi đang ngủ trong phòng trọ ở khu phố 1, phường Tân Hòa thì bất ngờ bị một đối tượng đổ xăng vào phòng châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra quá bất ngờ khiến vợ chồng anh A và con trai bị bỏng nặng. Sau đó, người dân nhanh chóng đưa 3 người đến bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ việc xe ô tô đâm tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân. Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã khống chế bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 5kg nghi ma túy đá và 4 bánh nghi heroin. Qua làm việc, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 1kg chất nghi ma túy đá và 14kg bánh nghi là heroin. Khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lật thuyền chở 7 người trên sông Lô, thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 4 khiến 3 người mất tích. Nạn nhân nữ cuối cùng trong vụ tai nạn thương tâm này sinh năm 1985, được tìm thấy ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km về phía hạ lưu. Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính và bàn giao cho gia đình. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 4, có 7 người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy. Khi đến đoạn km 9, quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, bất ngờ thuyền bị lật do gió to. 4 người trên thuyền may mắn thoát nạn do được anh Nguyễn Văn Hội, sinh năm 1988 ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang cứu sống. 3 nạn nhân mất tích cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
The Straits Times Singapore đưa tin các nhà khí tượng học đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 45 độ C ở Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và 42 đến 43 độ C ở Bangladesh, Lào, Nepal và Trung Quốc. Đây là nhiệt độ mà hầu hết các quốc gia này chưa từng trải qua vào tháng 4 trong nhiều thập niên. Nhiều nhà khí hậu học và nhà khoa học đánh giá đây mới chỉ là khởi đầu của một đợt khô hạn kéo dài có nguy cơ trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tấn công vào cuối năm 2023. Họ cảnh báo châu Á sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày còn nóng hơn ở phía trước. Tại Philippines, nơi nhiệt độ đạt mức 37 độ C, đã có gần 150 học sinh cấp 2 tại một tỉnh miền Nam đã bị say nắng do trường học mất điện. Nắng nóng cực độ đã khiến giới chức Thái Lan cảnh báo người dân nên ở trong nhà.